thưa quý vị, số tử vong trong vụ nổ cháy ở cảng Thiên Tân lên đến 85 người, tin từ Thiên Tân Hoa Lục. Ngày hôm nay 15 tháng 8, giới chức thẩm quyền tại địa phương cho hay con số tử vong trong vụ nổ kho hóa chất tại thành phố Cảng Thiên Tân ở miền Bắc Hoa Lục vào đêm thứ Tư, tính đến sáng thứ Sáu, đã lên đến 85 người. Số nạn nhân được điều trị tại bệnh viện hiện là 721 người, trong đó có 33 người bị thương nặng và 25 người đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ mới 40 người bị thương nhẹ đã rời bệnh viện. Ngày hôm nay 15 tháng 8, một số cư dân sinh sống và làm việc gần địa điểm xảy ra thảm họa cháy nổ tại thành phố Cảng Thiên Tân đã quay về nhà hoặc văn phòng để dọn dẹp vệ sinh. Theo Phó giám đốc Tổ chức giám sát an toàn lao động của thành phố Thiên Tân, bốn biện pháp sẽ được thực hiện để ngăn ngừa thảm họa có thể xảy ra lần thứ hai. Bốn biện pháp này bao gồm việc cử các viên chức của các công ty hóa chất đến tận nơi để xem xét mức độ nhiễm khí độc phùng hydrogen và peroxide trung hòa lại hóa chất độc hại sodium cyanide, xét nghiệm tỷ lệ sodium cyanide tại nơi xảy ra và xây đập để giữ chất thải có chứa hóa chất không tràn vào nước sông. Sáng hôm nay 15 tháng 8, Đức Giáo Hoàng Francis từ Vatican đã bày tỏ sự đoàn kết và cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại thành phố Thiên Tân trong buổi cầu nguyện hàng tuần. Mặt khác, giới chức thẩm quyền Hoa Lục phủ nhận tên nói đã ra lệnh di tản các cư dân trú ngụ tại một địa điểm gần nơi xảy ra vụ nổ trong khi đó cảnh sát khoa lục lần đầu tiên xác nhận có khí độc sodium cyanide tại vùng phía đông nơi xảy ra vụ nổ